Ok, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái ví Legend Nano này. Đây là một cái ví, ta hay gọi là ví cứng hay là gọi là ví lạnh, tức là một cái loại ví lưu trữ những cái đồng coin như Bitcoin, Ethereum hay là Litecoin, Dogecoin vân vân. Tất cả những cái đồng coin chúng ta sẽ có thể lưu trữ vào trong cái ví này dạng offline, tức là thay vì chúng ta lưu ở trên Coinbase, trên blockchain thì chúng ta có thể lưu vào trong cái ví này. Một phương pháp apply, và đây là cái phương pháp hàng an toàn hàng đầu hiện nay, tức là khi mà chúng ta đã lưu vào trong cái ví này rồi thì chúng ta có thể cất giữ ở trong tủ hay là ở một nơi nào đó, và khi nào chúng ta kết nối với máy tính thì chúng ta có thể gửi nhận bình thường. Đây một cách lưu trữ hiện nay mà rất nhiều người lựa chọn trong khi mà chúng ta sợ là lưu trữ online sẽ bị mất. Thì cái ví Legend Nano S này thì cái giá hiện nay ở trên thị trường khoảng giá của nó khoảng 2 triệu đến 2 triệu 2 tùy từng nơi bán, và chúng ta có thể mua online hay là tìm ở trên Google. Thì khi mà nhận được cái ví này về thì chúng ta sẽ lấy một cái hộp như thế này, và ở trong cái ví này mở ra thì chắc chắn là cái phần chính của nó chính là cái ví đây. Đây nó giống như một cái USB, chỉ có hai cái nút bấm, một cái cổng kết nối USB với máy tính để kết nối ví, và một cái màn hình LED để chúng ta xác nhận những cái thao tác ở trên cái ví này. Ngoài ra để chúng ta xem nó còn cái gì nữa không. Ở trong cái ví này kèm theo thì chắc chắn rồi sẽ có một cái dây USB để kết nối cái ví với máy tính. Đây là cái khóa, cái dây đeo thôi của cái ví. Trong đây thì có một cái tài liệu, chắc chắn là có một tài liệu, và sẽ có ba cái tờ. Thì chúng ta sẽ thấy có hai cái tờ giống như kiểu hướng dẫn sử dụng và thông tin của cái ví, và quan trọng nhất thì chúng ta thấy là có cái recovery sheet. Cái recovery sheet này thì nó rất là quan trọng, tức là khi lần đầu tiên chúng ta set up cái ví và khởi động cái ví lần đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt một cái mã pin giống như là một cái thẻ ATM ở ngân hàng đấy. Thì và sau đó chúng ta sẽ phải lưu thiết lập 24 cái từ khóa, và ghi lại lưu ở trong cái recovery sheet này để chúng ta cất đi ở đâu đó trong trường hợp mà cái ví cứng của chúng ta nó bị hư hay bị rơi xuống nước hay chúng ta làm mất, thì chúng ta có thể dùng cái mã pin và 24 cái từ khóa này để chúng ta khôi phục cái ví ở trên một cái thiết bị mới khác, và số Bitcoin cũng như tất cả những cái đồng coin chúng ta lưu trữ ở trong cái ví này thì nó sẽ lại trở về như ban đầu. Thì đây là một cái phương pháp lưu trữ rất là an toàn, tức là cho dù mất ví nhưng chúng ta vẫn có thể nhớ hoặc giữ được cái mã pin và 24 cái ký tự này thì chúng ta có thể phục hồi ở trên một thiết bị mới. Đây là một cái điểm rất hay của cái loại ví lạnh Legend Nano S này. Thì trên thị trường hiện nay còn có một số hãng nữa như Chelo hay gì đó, nhưng mà thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái Legend Nano S. Thì trong cái video này Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách là sử dụng cái ví, khởi động, thiết lập cái ví, mã pin, và sau đó thì chúng ta sẽ gửi nhận kết nối với lại firmware ở trên extension của trình duyệt, và kết gửi nhận Bitcoin, Ethereum hoặc là những cái đồng coin hỗ trợ. Và cuối cùng, cái nội dung cuối cùng mà quan trọng nhất Ngọc muốn hướng dẫn cho các bạn, tức là các bạn sẽ chuyển cái token CMT là cái CyberMine trong thời gian vừa rồi mà chúng ta có cơ hội sở hữu được ở trên trong giai đoạn ICO vào trong cái ví này, bởi vì là token CyberMine thì nó cũng dựa trên cái smart contract của ERC20 trên nền tảng của Ethereum. Do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể lưu trữ cái CMT, cái token đó vào trong cái ví này trong trường hợp là chúng ta không muốn để trên sàn hay là chúng ta để lưu trữ có nhiều và lưu trữ lâu an toàn hơn. Thì đây là ba cái nội dung video này. Thì trước tiên chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải kết nối cái ví này với máy tính bằng cổng USB. Đây là cái đầu cắm của cái ví, thì các bạn kết nối, thì khi mà chúng ta cắm vào thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình welcome
Thì nó sẽ có những cái hướng dẫn hiển thị ở trên cái màn hình này. Thì các bạn thấy là ở trên này có hai cái nút bấm, nút trái và nút phải. Thì khi mà màn hình Welcome thì nó yêu cầu chúng ta xác nhận bắt đầu sử dụng ví bằng cách ấn liền lúc hai cái nút này một lúc. Thì dùng hai ngón tay và chúng ta ấn liền một lúc hai cái nút. Ok, bây giờ nó đã bắt đầu báo là chúng ta có thể khởi động. Ấn thêm một lần nữa xác nhận hai để nó yêu cầu xác nhận bằng cách là ấn liền lúc hai cái nút này một lần nữa. Nó hỏi là chúng ta có muốn thiết lập cái thiết bị này mới không? Nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta nhấn vào cái nút bên phải và không đồng ý thì chúng ta nhấn vào cái dấu X bằng sử dụng cái nút bên trái. Thì chúng ta đồng ý thiết lập cấu hình Config add a new driver thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút bên phải và nhấn tích chọn. Sau đó bước 1 thì các bạn thấy là vui lòng chọn cái mã pin của các bạn. Thì cái mã pin của cái ví Negan Nano này nó sẽ có từ có 8, tối đa là 8 số, thế nhưng mà chúng ta có thể thiết lập 4 số là cũng có thể mã pin rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là mã pin bằng cách là nhấn hai bắt đầu thiết lập hai cái mã pin bằng cách nhấn hai cái nút này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải chọn mã pin. Thì cái mã pin này chúng ta sẽ phải nhớ, các bạn có thể thiết lập tối thiểu 4 số và tối đa là 8 số, và bằng cách nhấn cái nút bên trái để giảm số và nhấn nút bên phải để tăng cái số lên để chúng ta đặt cái số cho chúng mình. Ví dụ như ở đây nó mặc định là số 5, và sau mỗi một số chúng ta xác nhận chọn thì chúng ta lại nhấn liền một lúc hai cái nút để xác nhận một cái mã pin. Thì ví dụ ở đây Ngọc chọn là số 2, chọn số 2 đầu tiên và nhấn liền lúc và sang một cái số mới. Cứ sau mỗi số chúng ta chọn thì chúng ta lại nhấn hai cái nút liền một lúc để xác nhận. Và những cái số này thì các bạn có thể nhớ thôi, chỉ có cách là nhớ thôi, giống như là cái mã ngân hàng của các bạn. Rồi, Ngọc thiết lập 6 số thôi, các bạn có thể tối thiểu 4 số và tối đa là 8 số. Và sau đó thì nó yêu cầu là xác nhận lại cái mã pin một lần nữa, nhấn hai cái nút để xác lập nhập lại để xác nhận cái mã pin. Sau khi đã chọn các cái xác nhận lại đủ cái số pin mã pin của các bạn lần hai thì các bạn lại nhấn hai cái nút để rồi bây giờ các bạn vào bước 3 là các bạn sẽ nhấn tiếp hai cái nút để bắt đầu chọn những cái từ ở trên cái nó sẽ cung cấp cho các bạn 24 từ, và bây giờ cái quan trọng là các bạn sẽ phải ghi hai cái 24 cái từ đó ra cái recovery sheet mà họ cung cấp ở trong cái hộp của các bạn. Thì đây, đây là cái ví, cái tờ giấy, và các bạn sẽ phải ghi 24 cái từ mà họ sẽ cho trên cái màn hình LED này, và đây là cái từ số 1 Stone, và Ngọc sẽ phải ghi lại 24 cái từ này vào số 1, từ số 1 đến 24. Ok, cái thao tác này thì Ngọc sẽ làm nhanh cho các bạn để các bạn nhớ phải ghi từng cái từ này và nhấn để giữ cái từ vậy thôi. Sau khi ghi xong từ thứ nhất thì các bạn tiến hành nhấn cái nút bên phải để sang cái từ số 2. Ok, như vậy là chúng ta đã ghi đủ 24 cái từ trên màn hình của cái ví Legend họ cung cấp vào trong cái recovery sheet này, và đây là hai cái từ 24 từ rất là quan trọng, và các bạn nhớ giữ lại, lưu lại hai cái tờ recovery sheet này thật là kỹ. Sau đó thì các bạn nhấn hai cái nút này để xác nhận, và mà vào bước thứ tư, tức là họ yêu cầu bạn xác nhận lại các cái từ
và 24 từ mà các bạn đã ghi ra rồi, xem chính xác chưa, và chúng ta nhấn hai nút để tiếp tục vào xác nhận. Và ở đây thì các bạn thấy là nói là vui lòng chọn cái từ số 19. Và bây giờ các bạn sẽ phải nhìn lại ở trên cái tờ giấy này để các bạn chọn cái từ số 19 mà đã ghi lại bằng cách nhấn nút sang trái hoặc sang phải. Và sau khi chọn cái từ rồi thì các bạn sẽ nhấn hai cái nút để xác nhận và yêu cầu xác nhận cái từ số 1. Rồi, chỉ cần xác nhận từ 2 đến 3 từ thì cái ví này nó đã nói là bây giờ thì cái thiết bị của các bạn đã bắt đầu có thể sử dụng, và chúng ta có thể nhấn hai cái nút này để bắt đầu tiến hành sử dụng. Thì các bạn thấy là ở trên cái ví thì hiện nay đã có cái biểu tượng của Bitcoin, Ethereum hoặc là những cái đồng khác và có cấu hình cài đặt. Tất nhiên là nó sẽ có những cái phần của những cái đồng coin khác và những cái token khác. Thì sang đây là cái cách bước thứ nhất, tức là học đã hướng dẫn cho các bạn để bắt đầu kích hoạt cái ví của chúng ta để có thể sử dụng, và cái bước này chúng ta chỉ cần làm một lần thôi. Và nhớ lại, nhắc lại ở trong cái bước này, tức là rất quan trọng là các bạn sẽ sử dụng cái nút trái và nút phải, hoặc là thao tác xác nhận là ấn liền lúc hai cái nút này. Và quan trọng là nhớ cái mã pin của các bạn tối thiểu là 4 số và tối đa là 8 số. Sau đó thì sẽ phải nhớ và ghi lại 24 cái từ khóa mà cái ví này cung cấp cho bạn, 24 từ trong cái recovery seed này, và giữ lại 24 cái từ này để sau này trong trường hợp mất ví hoặc hư hỏng ví hoặc là lỗi firmware update thì chúng ta có thể sử dụng một cái ví mới, mua một cái ví mới và dùng 24 cái từ này để khôi phục cái ví của mình trên một cái thiết bị mới, và cái số Bitcoin và các cái đồng coin lưu trữ trong cái ví này thì lại trở về như ban đầu. Thì đây là cái bước bắt đầu sử dụng cái ví. Sang bước thứ hai thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để bắt đầu có thể là kết nối cái ví này với extension là cái phần mở rộng của trình duyệt Chrome để gửi Bitcoin, gửi Ethereum và những cái đồng coin khác vào trong cái ví này để lưu trữ. Ok, chúng ta sẽ sang cái bước 2. Ok, như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cái khởi động và thiết lập xong cái ví Negan Nano S. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải tải một cái ứng dụng trên web về để kết nối cái ví này với cái ứng dụng đó để chúng ta có thể gửi nhận Bitcoin thông qua cái ứng dụng. Thì thông thường chúng ta có thể vào trình duyệt, mở trình duyệt Chrome, và sau đó chúng ta có thể vào cái phần mở rộng, là cái phần extension của trình duyệt Chrome để tìm cái extension tên là Nixer Manager. Tuy nhiên á, thì Ngọc khuyên các bạn không nên sử dụng extension, bởi vì là những cái extension này thì những có thể là ai cũng có thể phát triển những cái extension này và upload nó lên, cho nên là cái cách tốt hơn á, Ngọc khuyên các bạn là nên mở cái website chính của cái ví này, tức là ledgerwallet.com, và sau đó các bạn vào cái phần app ở trên cái ví này, và chúng ta sẽ tải cái extension ở trực tiếp ở trên cái ví này thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, các bạn thấy là ở đây nó sẽ liệt kê hết cho tất bạn tất cả những cái loại ví, ví dụ như là cái app mà Ledger Manager này, trước tiên là phải cài cái này, và sau đó chúng ta sẽ cài những cái ví khác nữa. Thì các bạn chọn cái Ledger Manager ở trên website của chính hãng của nó, và chúng ta sẽ chọn Get the app để tải app xuống. Nhấn install để cài. Thì như cái cách này nó sẽ an toàn hơn thay vì chúng ta tìm trực tiếp ở trên trình duyệt, và chúng ta thêm vào, nhấn cái nút thêm vào Chrome và add app. Và bây giờ thì đang checking, đang kiểm tra, và sau đó nó sẽ tải cái app này về. Ok, đây là cái app mà chúng ta vừa tải về, và sau đó các bạn có thể mở cái app này lên.
Thì trong cái lần đầu tiên khi mà các bạn thấy là cái app này mở lên á, thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái driver của Legend Nano S, và các bạn có thể thấy là tất cả những cái loại ví là ví Bitcoin này, Bitcoin Cash này, Dash này, Dogecoin này, Ethereum này, hoặc là Komodo, Litecoin, hoặc là tất cả những cái đồng coin khác mà cái ví này đang hỗ trợ. Và cái danh sách này thì sẽ càng ngày chắc chắn nó sẽ càng dài hơn lên, tức là những cái đồng coin nào mà được hỗ trợ bởi cái ví này thì nó sẽ cập nhật. Bây giờ trước tiên thì các bạn muốn sử dụng cái loại đồng coin nào thì các bạn sẽ phải cài cái firmware của cái đồng coin đó. Ví dụ như ở đây Ngọc sẽ cài cái Bitcoin trước, thì các bạn nhấn vào cái nút màu đây, thì trên màn hình các bạn thấy là Ledger Wallet Bitcoin, các bạn nhấn vào cái nút install để thêm cái extension Ledger Wallet Bitcoin thêm vào show. Ok, như vậy đây, đây chính là cái ví. Thì như các bạn thấy là chúng ta muốn gửi nhận cái đồng Bitcoin vào trong cái ví này thì chúng ta sẽ phải mở cái extension Ledger Wallet Bitcoin về để chúng ta có thể sử dụng. Ok, như vậy là ở trong bước trước thì chúng ta đã tải về được hai cái app Ledger Wallet Bitcoin và Ledger Wallet Ethereum. Thì đây là hai cái app chính. Ở trên màn hình các bạn có thể thấy là để gửi nhận Bitcoin và Ethereum thông qua cái thiết bị ví cứng của Ledger Nano S. Bây giờ ở cái bước này thì chúng ta Ngọc sẽ thử demo và gửi Bitcoin từ ví blockchain vào trong cái thiết bị này cho các bạn. Thì trước tiên để gửi các bạn sẽ phải mở, nếu các bạn muốn gửi Bitcoin thì các bạn sẽ phải mở cái ứng dụng Ledger Wallet Bitcoin lên. Sau đó là khi mà mở cái ứng dụng lên thì nó sẽ yêu cầu là các bạn cần phải kết nối cái thiết bị phần cứng là cái ví lạnh này vào trong máy tính, thì các bạn sẽ cắm vào trong máy tính để kết nối thông qua cổng USB. Bất cứ mỗi một lần mà các bạn kết nối với máy tính thì nó sẽ yêu cầu các bạn cần phải nhập cái mã pin để mở cái ví này lên. Thì bây giờ Ngọc sẽ tiến hành nhập cái mã pin. Ok, sau khi mà các bạn nhập cái mã pin vào trong cái ví khởi động lên thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng ở trên màn hình là Bitcoin và Ethereum. Bây giờ gửi Bitcoin thì chúng ta sẽ nhấn hai cái nút này để chọn vào biểu tượng Bitcoin. Và ngay sau đó thì ở trên cái ứng dụng ở trên máy tính của các bạn thì nó sẽ kết nối với driver, tức là cái ví lạnh này. Ok, như vậy là trên cái ví đã hiện ra, thì các bạn thấy là khi nếu mà các bạn đã từng gửi nhận Bitcoin rồi thì cái giao diện này nó rất là đơn giản. Bây giờ các bạn có thể thấy ở trong cái ứng dụng này của ta sẽ có mục account, mục send và mục receive. Thì đây là ba cái mục chính để chúng ta sử dụng. Thì ở trong cái mục account thì nó sẽ thống kê là trong my account của các bạn, tức là ở trong cái ví lạnh của các bạn hiện nay là đang có bao nhiêu Bitcoin, quy ra số USD theo cái tỷ giá hiện tại tại thời điểm mà bạn kết nối cái ví lạnh này vào trong cái ứng dụng. Và bây giờ nếu mà các bạn muốn gửi đi, nếu như các bạn có Bitcoin ở trong cái ví lạnh này các bạn muốn gửi đi thì các bạn chọn send, và sau đó các bạn chỉ việc nhập cái số Bitcoin vào mục amount và sau đó dán cái địa chỉ Bitcoin mà các bạn muốn gửi đi vào trong cái ô address và nhấn nút gửi.
Còn nếu mà các bạn muốn nhận, tức là các bạn muốn gửi gửi Bitcoin vào trong cái ví lạnh này để lưu trữ, thì các bạn sẽ dùng cái mục là Receive. Thì trước tiên các bạn sẽ phải vào mục Receive và lấy cái địa chỉ Bitcoin của các bạn. Đây chính là cái địa chỉ ví của ví lạnh nhé. Đây là nó kết nối, nó hiển thị lên màn hình cho các bạn thấy là cái địa chỉ ví Bitcoin để các bạn gửi vào trong trong cái ví lạnh này. Thì các bạn trước tiên các bạn sẽ phải copy cái địa chỉ ví Bitcoin, Ctrl C, và sau đó bây giờ các bạn sẽ chuyển qua ví dụ như Ngọc sẽ vào blockchain để Ngọc gửi Bitcoin vào trong cái ví lạnh này. Rồi khi đăng nhập vào trong blockchain thì các bạn sẽ thấy là bây giờ Ngọc sẽ gửi, thì nhấn vào cái nút gửi và chọn là Bitcoin vì đang gửi Bitcoin. Sau đó là Ctrl V để dán cái ví ví Bitcoin, tức là cái ví lạnh đấy mà ở bên cái ứng dụng này vừa cung cấp cho các bạn. Cái địa chỉ ví, và sau đó Ngọc sẽ nhập cái số lượng Bitcoin vào. Thì ví dụ ở đây Ngọc sẽ nhập là nhập, các bạn có thể nhập USD hoặc là nhập số Bitcoin, nó sẽ quy đổi tương ứng ra. Ví dụ như Ngọc sẽ gửi vào đây là 1.000 đô, thì nó sẽ quy ra tương đương là 0.06 Bitcoin. Học gửi vào 500 đi. Học sẽ gửi vào 500 đô. Là 0.0312 Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Và cái phí giao dịch thì các bạn có thể chọn regular hoặc là ưu tiên, nhưng mà thường là chúng ta cứ để regular. Và cái phí là khoảng 4 đô và nhấn tiếp tục. Ở trang cái trang xác nhận này thì nó sẽ quy ra là cái số Bitcoin gửi và cái phí là 4 đô là khoảng 504 và nhấn gửi. Ok, như vậy là ở cái ví blockchain nó đã gửi đi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là ở bên trong cái ví lạnh này của chúng ta đã nhận được Bitcoin hay chưa. Thì các bạn lại quay về cái ứng dụng ở đây và các bạn sẽ thấy đây, cái số là nó đã tăng lên là My Account mới cộng vào 515 đô. Tổng cộng là 515 đô, tức là Ngọc mới gửi vào 500 đô và trước đó thì đã có hơn 10 đô rồi, và cái số Bitcoin là 0.03. thì đây là trong cái account, My Account của Ngọc hiện đang có 0.03 Bitcoin nằm ở trong cái ví lạnh, nằm ở trong cái ví lạnh này, ví Ledger Nano S. Và sau đây là tức là cách là bạn đã lưu Bitcoin vào trong cái ví lạnh này rồi. Như vậy là các bạn có thể thoát ra và cất cái ví lạnh này đi vào trong tủ hoặc là một nơi nào đó. Khi nào mà các bạn muốn lấy ra để bán thì các bạn lại kết nối vào và sử dụng cái mục send để gửi đi một cái sàn nào đó, và sau đó các bạn sẽ bán bình thường. Và bây giờ thì các bạn có thể cất nó đi để lưu trữ Bitcoin rồi. Đây là cái cách mà các bạn gửi Bitcoin. Tương tự như vậy, nếu như các bạn muốn gửi Ethereum mà vào trong cái ví này thì các bạn hãy bật cái ứng dụng Ledger Wallet Ethereum lên để gửi nhận, giống như chúng ta đã thao tác cho Bitcoin vừa rồi. Đây là hai cái thao tác khá đơn giản. Tiếp theo thì ở trong cái video này, và cũng là cái nội dung chính, mục đích của cái video này, thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách là các bạn sẽ gửi cái token CMT, tức là số token CyberMind của trong đợt ICO vừa rồi mà chúng ta đã sở hữu, và hiện nay nó đang lưu ở trên cái ví My Ether Wallet đó. Thì các bạn sẽ cũng có thể lưu cái token vào trong cái ví lạnh Ledger Nano S. Và bây giờ để trước tiên á, thì các bạn sẽ phải làm hai bước. Trước tiên là các bạn sẽ phải truy cập vào cái trang
My Ether Wallet của các bạn để các bạn kết nối cái ví, mở cái ví của các bạn lên. Thì các bạn sẽ vào cái mục là Send Ether and Tokens và các bạn sẽ chọn vào cái tích chọn này, Ether Wallet này. Và sau đó thì tương tự là các bạn cũng phải kết nối cái ví của các bạn vào, cái ví lạnh của các bạn vào trong cái máy tính. Và khi kết nối vào thì chắc chắn là các bạn cũng phải nhập mã pin đúng không? Nhập mã pin để khởi động cái ví lên. Sau khi mà các bạn đã khởi động cái ví, mở cái mã pin của cái ví Nano Ether Nano S lên thì các bạn sẽ chuyển sang cái biểu tượng của Ethereum, bởi vì là cái token CMT nó là cái token dựa trên cái nền tảng của Ethereum, sử dụng smart contract ERC20. Do vậy là các bạn sẽ phải chọn sang cái biểu tượng của Ethereum thì các bạn mới có thể truy cập và gửi nhận được, và nhấn hai cái dấu chọn này để các bạn truy cập vào Ethereum. Sau đó ở trên cái ứng dụng thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút là Connect to the Ledger Wallet. Tiếp theo là cái ví nó sẽ yêu cầu các bạn là có cho kết nối cái ví này với lại cái website của MyEther Wallet hay không, thì các bạn chọn nút bên tay phải. Sau đó các bạn vào setting thì nhấn hai cái nút để vào setting. Sau đó nó hỏi là các bạn contract data có kết nối hay không, và nhấn vào hai cái nút này và sau đó chọn vào Z. Nếu mà no thì không được nha, các bạn sẽ phải chọn vào Z để tạo ra cái địa chỉ ví cho cái ví lạnh thông qua cái trình duyệt ở trên website MyEther Wallet. Nhấn Z này. Sau đó quay trở về cái website MyEther Wallet và nhấn cái nút Connect to Ledger Wallet. Rồi. Như vậy là các bạn đã kết nối được cái ví lạnh với lại cái website này. Và ở trên cái mục Select HD Reservation Pack thì các bạn sẽ chọn cái nó sẽ chọn sẵn luôn cho các bạn cái Ledger là biểu tượng là sử dụng trên nền tảng ETH. Sau đó ở phần dưới thì các bạn sẽ chọn ngẫu nhiên một cái địa chỉ ví. Đây là chính là cái địa chỉ ví token CMT của các bạn mà lát các bạn sẽ gửi vào đây. Các bạn chỉ cần chọn một thôi và sau đó các bạn nhấn Unlock do Wallet. Như vậy là các bạn đã mở ra được cái địa chỉ ví. Thì các bạn thấy ở trên màn hình, đây chính là cái địa chỉ ví của các bạn dùng để gửi token vào. Còn ở dưới các bạn có thể kiểm trước khi gửi, các bạn có kiểm tra một lần nữa, tức là các bạn nhấn vào cái mục Display Address on Ledger, nhấn vào đây thì ngay sau đó ở trên màn hình cái ví lạnh của các bạn nó sẽ chạy một cái dòng địa chỉ, các bạn kiểm tra xem là nó có giống như cái địa chỉ ở trên cái ví trên cái trình duyệt của website MyEther Wallet hay không. Và nếu mà ok, nó trùng với nhau rồi thì tức là nó đã kết nối và chính cái ví này đã chính xác. Các bạn nhấn cái nút bên phải để xác nhận, confirm. Ok, như vậy là các bạn đã kết nối thành công cái ví lạnh và tạo được cái địa chỉ ví CMT để gửi CMT vào đây. Thì bây giờ trước tiên Ngọc sẽ load cái phần token này ra để các bạn kiểm tra nhé. Thì các bạn thấy này, ở trên đây Ngọc đang có 100 CMT, Ngọc đã gửi thử vào đây 100 CMT. Bây giờ Ngọc sẽ gửi tiếp vào, các bạn lưu ý nhớ 100 để lát nữa các bạn kiểm tra nó sẽ tăng lên ở trong cái ví lạnh này. Bây giờ để gửi thì tất nhiên là các bạn sẽ phải copy cái địa chỉ token CMT này. Copy, nhấn Ctrl C và sau đó các bạn sẽ thoát ra thì chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng của cái logo của MyEther Wallet và sau đó các bạn sẽ truy cập vào cái ví mà đang lưu trữ cái token của các bạn thì sẽ mở lên.
Rồi, như vậy là các bạn đã truy cập được vào trong cái ví My Ether Wallet và ở trong cái mục Send Ether and Token. Thì các bạn ở cái dòng True Attest thì các bạn sẽ cần chôn V để dán cái địa chỉ token của CMT ở đây, đã chính là cái địa chỉ ở trên cái ví lạnh của các bạn mà các bạn đã tạo ở bước trước. Sau đó thì các bạn nhấn load token. Nhấn load token và các bạn sẽ chọn, đợi vào đây và để chọn CMT này. Các bạn đang gửi token CMT vào đây mà. Và các bạn Ngọc sẽ gửi thử cho các bạn là 5.000. 5.000 token CMT vào đây. Và để gửi nhanh thì các bạn lưu ý là ở trên cái mục GaPay này thì các bạn kéo lên có thể là 60, 60 hoặc cao hơn 120 gì đó tùy các bạn. Thì Ngọc kéo lên luôn là 120 luôn. Tức là cái việc kéo lên như này để cái phí gửi nó tăng lên một chút thì nhưng mà nó sẽ gửi được ngay và nhận được ngay. Và các bạn cũng lưu ý là cái ở trong cái account trong cái ví My Ether Wallet này của các bạn thì cũng sẽ phải cần có một số lượng nhất định ETH, thường là sẽ tối thiểu là 0.1 để làm cái phí gửi mỗi lần giao dịch, chứ nếu mà không có thì các bạn sẽ không thể nào gửi được. Ok, như vậy là các bạn sẽ có thể gửi ngay bây giờ và nhấn cái nút General Transaction này. Và nó sẽ tạo ra cho các bạn là hai cái transaction và sau đó nhấn Send Transaction. Một cái cửa sổ hiện lên thì nó sẽ báo là các bạn sẽ gửi từ cái ví này đi sang cái ví lạnh này là 5.000 CMT. Kiểm tra lại cái địa chỉ ví chính xác ở đây. Đây chính là cái địa chỉ ví lạnh. Ok rồi thì nhấn I'm sure, tức là chắc chắn bạn sẽ gửi. Ok, như vậy là các bạn đã gửi đi. Sau ngay sau đó thì ở dưới này nó sẽ hiện ra một cái dòng màu xanh, các bạn có thể nhấn verify transaction để check cái việc gửi của các bạn ở trên etherscan.io. thì cái thời gian gửi nó khoảng còn 10 giây nữa thì ok, như vậy là các bạn đã gửi xong, nó báo thành công này. Và ở đây là cái token 5.000 token CMT đã gửi từ cái ví này đi vào cái địa chỉ ví đây. Đây chính là cái địa chỉ ví lạnh của các bạn. Như vậy là các bạn đã gửi xong rồi. Bây giờ Ngọc sẽ check xem là ở trong cái ví lạnh này đã có cái token CMT chưa. Thì các bạn vẫn vào send Ether and Token này, và các bạn mở cái Ledger Wallet của bạn lên và mở nó lên. Ok, nhấn Load Token. Đó, như vậy là các bạn thấy là nó đã lên 5.100 token, tức là Ngọc vừa gửi vào đây 5.000 token ở từ cái ví My Ether Wallet mà CyberMy đã gửi về cho các bạn, lưu vào trong cái ví lạnh của Ledger Nano S. Đó, đây là tất cả những cái thao tác mà các bạn gửi cái token CMT vào trong cái ví lạnh để lưu trữ. Như vậy là bây giờ đã xong rồi, Ngọc có thể thoát ra và cất cái ví này vào một cái nơi nào đó, và khi nào mà các bạn cái giá nó tăng hoặc lúc nào các bạn muốn bán thì các bạn lại kết nối cái ví này vào trong cái My Ether Wallet và lại sử dụng cái việc gửi đi, tức là gửi đi lên một cái sàn nào đó hay là gửi đi bất cứ cho ai như bình thường. Ok, như vậy là đã xong cái việc là gửi, và chúc các bạn sẽ sử dụng cái ví này thành công. Và đây là một cái giải pháp lưu token cũng như là Bitcoin, Ethereum và các đồng coin mà an toàn nhất hiện nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.